Văn Thanh chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Trên trang chủ của đội bóng, Hoàng Anh Gia Lai xác nhận hậu vệ Vũ Văn Thanh chính thức chia tay đội bóng phố núi. Cảm ơn tình cảm, công ơn lớn lao của chú Ba Đức để Thanh có được như ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả thành viên, nhân viên trong câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đồng hành và hỗ trợ Thanh thời gian qua. Chúc cho câu lạc bộ mùa giải mới sẽ có nhiều thành công. Thanh sẽ luôn ủng hộ và dõi theo Hoàng Anh Gia Lai. Cảm ơn vì tất cả. Văn Thanh chia sẻ. Sau mùa giải 2022, Văn Thanh kết thúc hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai và không tiếp tục gia hạn. Anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Bến đỗ của Văn Thanh chưa được xác định. Hậu vệ này được nhiều câu lạc bộ quan tâm, trong đó có câu lạc bộ Nam Định, đội bóng nhiều tham vọng và đã chiêu mộ nhiều tân binh trước thềm mùa giải 2023. Văn Thanh chia tay Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó. Anh là học viên khóa 2 của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, có những bước trưởng thành vượt bậc và ra mắt V-League vào năm 2015. Văn Thanh có 159 lần ra sân cho đội bóng phố núi và ghi được 26 bàn thắng. Hiện tại Văn Thanh cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Tại giải đấu này anh có 2 lần ra sân và ghi được 1 bàn. Sau mùa giải 2022, bên cạnh Văn Thanh, Hoàng Anh Gia Lai cũng chia tay các trụ cột như Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng. Công Phượng gia nhập câu lạc bộ Yokohama ở J1 League Nhật Bản, còn Xuân Trường chưa chốt đội bóng mới. Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy cũng nhiều khả năng không tiếp tục khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tại Hoàng Anh Gia Lai tập luyện ở trung tâm Hàm Rồng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ gọi nhiều cầu thủ trẻ đem cho mượn trở lại câu lạc bộ như Dụng Quang Nho, Lê Minh Bình.